Hi, welcome back to my show. Start skill go. Okay. Oh my god, solo, wow. Oh my god. Okay, for the game to chill. Hit the switch. Like it. Thank you.
believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Let go.
Let go. Okay. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm và làm nhiệm vụ. Rồi cuối cùng thì sẽ phá hủy nơi này. Đây là nơi mà...
sau đây. Wow, một con yêu quái. Oh my god. Wow. Ok, và từ game tiếp theo, Far Cry Freddy Fall. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải coi làm sao trong ngôi nhà, làm sao để tránh những con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn. Và các bạn sẽ phải coi nhanh trong bài cửa này. 1, 2, 3. Các bạn sẽ phải vào từ cái cửa một, sau đó thì sẽ đóng cửa để tạo tiếng động và mới bật đèn flash. Chứ còn nếu mà các bạn không ấn đóng cửa để tạo tiếng động thì khi các bạn bật đèn flash lên thì con gấu nó đang ở thẳng mặt thì nó sẽ lao vào cắn các bạn ngay. Cho nên các bạn bắt buộc phải đóng cửa trước, sau đó bật đèn flash. Rồi, lại tiếp tục đóng cửa đầu tiên. Ở đây nếu mà các bạn không làm nhanh như thế này thì chỉ trong 1 giờ đến 2 giờ thì lúc đó những chú gấu sẽ lao vào trong ngôi nhà các bạn và sẽ lao vào cắn các bạn, và những chú gấu đó sẽ ở trên giường này ngồi cùng với chú gấu mà gấu bông mà các bạn đang để đây. Cho nên các bạn sẽ phải thật nhanh chóng coi ba cánh cửa này, đóng cửa vào đèn flash này. Đấy, chuyển sang cánh cửa số 3, đóng cửa vào đèn flash. Tiếp tục mình sẽ sang cánh cửa đầu tiên. Như thế càng nhanh càng tốt, thì khi đó thì những chú gấu đó sẽ không được vào một trong ngôi nhà các bạn được. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Thank you.
lấy một thứ, sau đó thì các bạn sẽ dùng chiếc que đó để lấy được chiếc khóa này, sau đó mở cánh cửa bên kia ra. Ok rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.